Ôi quá trời máy mấy bạn ơi, nó chạy luôn kìa. Chúc mấy anh em xuống chẹt luôn nha. Biển đồng mới nè. Đây mấy cát sông được một đống lúa nè các bạn. Giờ anh em chuẩn bị xuống chuyển đồng rồi các bạn ơi. Rồi bữa 14 vô trong kia cắt nữa. Giờ xem con 70 Plus này xuống phà luôn nha. Ở đây nó không có cái chỗ nào đứng để quay cho mấy bạn rõ hơn. Mình chỉ đứng được cái gì thôi. Rồi đó. Mình xế nha các bạn. Quá chuyên nghiệp các bạn ơi. Đã cắt xuống rồi, bây giờ mình sẽ quay máy cổ xuống cho mấy bạn. Rồi ta lái này chắc lái cũng dữ trời lắm rồi. Quá khéo luôn. Ông cổng như chạy vô kênh 1500 phải không ta? Cầu này hả? Kênh Ba Đen hả? Bởi gì? Dễ gì có vỏ đâu, tuốt bên dòng ghiền qua mà. Tại khúc bảnh giờ đâu có lúa đâu mà chạy qua thành tèn đây quay nè. Qua Tết có lúa. Rồi qua Tết có lúa. Trời ơi. Dưới. Mai mai là xuống dưới kia cắt ở dưới luôn hả? Để em chạy thành tèn vô chổng thôi. Có đường lộ bộ. Có đường lộ bộ ha. Sáng phải qua sớm chút xíu nữa quay được ở đây im quá. Không. Không ngày canh canh ở đây mà đâu có ấy đâu, chạy hai ba bữa nay rồi. Nó đâu cắt đâu. Bữa nay qua gọi cắt rồi. Dạ. Xong phim
mình, quá một mình.